8 dấu hiệu cho thấy đàn ông không yêu bạn thật lòng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi, nơi chúng tôi khám phá những vấn đề trong các mối quan hệ tình yêu và hôn nhân. Nơi chúng tôi có thể chữa lành tâm hồn đang mệt mỏi của bạn. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video thú vị khác trên kênh của chúng tôi nhé. Ai sống trên đời, dù còn trong giai đoạn hẹn hò hay đã kết hôn, cũng mong cầu mình gặp được người thực sự yêu thương mình. Nhưng có những cuộc tình, khi đã đi đến giai đoạn kết hôn rồi, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy đối phương không thật sự yêu thương, thậm chí còn khiến ta tổn thương. Khi đang chìm đắm trong tình yêu, phụ nữ dễ dàng thông cảm, bỏ qua những dấu hiệu bất ổn từ người đàn ông như vô tâm, thô lỗ, những khuyết điểm về anh ta, cô ấy đều lờ đi, và cho rằng anh ta cũng yêu mình như mình yêu anh ta vậy. Phụ nữ chúng ta thường sống thiên về tình cảm và dễ mềm lòng. Dù biết rằng đàn ông vô cùng tệ bạc, vô cùng vô tâm nhưng vẫn dùng mọi lý do để biện hộ cho họ. Để rồi cứ âm thầm hy sinh, âm thầm chịu đựng để đến một ngày nào đó nhìn lại, chợt nhận ra suốt thời gian bên nhau, anh ta chưa từng thật sự yêu thương mình, chưa bao giờ đặt mình ở vị trí quan trọng trong cuộc đời họ. Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ, nhưng luôn nhận được sự thờ ơ hay những thái độ khó hiểu của người ấy dành cho mình và luôn tự hỏi không biết họ có thực sự có tình yêu với mình hay không, thì đó là dấu hiệu của một mối quan hệ bất ổn và bạn nên xem xét lại mối quan hệ của mình. Dưới đây là 8 dấu hiệu rõ ràng cho thấy đối phương không yêu bạn thật lòng. Hy vọng sẽ giúp bạn có thêm góc nhìn mới trong đời sống tình cảm của bạn. Một, phê phán quá mức về khuyết điểm của bạn. Người xưa có câu, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Khi một người thực sự yêu bạn, họ sẽ yêu tất cả con người bạn. Chúng ta không ai là hoàn hảo cả, ai cũng đầy những khuyết điểm, nhưng khi yêu nhau, người ta mới có thể bao dung và chấp nhận con người nhau. Mới bỏ qua khuyết điểm và nhìn vào ưu điểm của nhau. Nhưng một người không yêu bạn, thì mọi khuyết điểm nhỏ ở bạn cũng khiến anh ta cảm thấy khó chịu và không ngại phê phán để làm bạn tổn thương. Thay vì góp ý để bạn trở nên tốt hơn, đối phương luôn tìm cách hạ thấp giá trị của bạn. Ví dụ, nếu bạn đã cố gắng rất nhiều để cải thiện cân nặng, nhưng anh ta vẫn liên tục chỉ trích vóc dáng của bạn, như sao dạo này em mập thế, hoặc chê bai cách ăn mặc của bạn. Dù bạn đã rất nỗ lực để làm đẹp lòng anh ta, mọi hành vi của bạn đều khiến anh ta không cảm thấy hài lòng, mà luôn khó chịu, so sánh bạn với những người khác. Điều này cho thấy anh ấy không trân trọng những gì bạn đang cố gắng và không yêu những thứ thuộc về bạn. Một người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ giúp bạn phát triển và cảm thấy tự tin hơn. Tình yêu thật sự không phải là sự hoàn hảo, mà là chấp nhận và yêu thương ngay cả những khuyết điểm của nhau. Nếu anh ấy chỉ tập trung vào những điều tiêu cực và không thể nhìn thấy giá trị của bạn, bạn nên xem xét lại mối quan hệ này. Hãy nhớ rằng, bạn xứng đáng với một người yêu thương bạn vì chính con người bạn, chứ không phải những chuẩn mực mà họ áp đặt lên bạn. Và cũng hãy nhớ rằng, đừng cố gắng thay đổi bản thân vì bất kỳ ai, đặc biệt là với người không biết trân trọng giá trị của bạn. 2. Luôn thể hiện sự buồn chán khi bên bạn. Nếu bạn luôn nhận được thái độ thờ ơ của anh ta dành cho mình, hay anh ta chưa bao giờ hào hứng khi bên cạnh bạn, chưa bao giờ chủ động quan tâm bạn, gặp nhau thì anh ta luôn tỏ ra buồn chán, nhạt nhẽo, cắm mặt vào điện thoại. Bạn luôn là người chủ động lên lịch hẹn, chọn địa điểm. Hay khi bạn gợi ý cả hai đi du lịch với nhau, thay vì chủ động lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần, anh ta lại thường xuyên tỏ ra không quan tâm, nói những câu như, anh không biết làm gì, em tự quyết định đi, hoặc đi đâu cũng được, ở nhà cũng không sao, tùy em. Một mối quan hệ thật lòng sẽ luôn có những khoảnh khắc mà cả hai cùng mong muốn tạo ra kỷ niệm với nhau, dù là những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất, chứ không phải là sự thờ ơ, nếu bạn là người duy nhất cố gắng trong một mối quan hệ. Và luôn gìn giữ cho tình yêu không trở nên nhàm chán, có lẽ anh ta đã không đặt tình yêu vào bạn nữa. Hãy tự hỏi liệu bạn có thể tiếp tục chịu đựng sự thờ ơ này không? Phụ nữ chúng ta hay than trách vì sao đàn ông vô tâm với mình, mà không biết rằng không phải anh ta vô tâm, mà là tâm anh ta không đặt nơi bạn.
Bạn cố gắng làm mọi thứ vì anh ta, tất cả mọi điều tốt đẹp bạn đều muốn dành cho họ. Nhưng thứ bạn nhận lại luôn là sự lạnh nhạt của anh ta và sự thất vọng của chính bản thân mình. Nhưng thực tế, vì phụ nữ chúng ta khi đã dành hết tâm tư cho người đàn ông, thì cũng chỉ có duy nhất người đàn ông đó trong đời mình, cho nên dù có thất vọng vô số lần, cũng chưa bao giờ dám bước ra khỏi mối quan hệ đó. Nhưng hãy tự hỏi bản thân bạn xem, bạn có xứng đáng với một người không thật sự yêu mình? Sao không quay về yêu thương bản thân bạn hơn, và tìm cho mình một người xứng đáng hơn? Ba, giữ kín thông tin về mối quan hệ. Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ không ngần ngại thể hiện tình yêu với bạn trước mọi người. Nếu anh ta luôn né tránh việc công khai mối quan hệ, đặc biệt là trên mạng xã hội, từ chối đăng ảnh chung hoặc không đề cập đến bạn trong các cuộc trò chuyện, đây có thể là dấu hiệu anh ta không thật sự yêu bạn, hoặc anh ta đang muốn thể hiện sự độc thân để đi tán tỉnh các cô gái khác. Đừng để mình bị mắc kẹt trong một mối quan hệ mập mờ, không tên, không danh phận và không có bất cứ tư cách gì để ghen tuông. Bạn xứng đáng có một mối quan hệ mà cả hai đều tự hào về nhau. Một người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không ngần ngại thể hiện tình yêu của mình, dù là trước mặt người thân, bạn bè hay thậm chí là trên xã hội. Khi chúng ta thực sự yêu thương một ai đó, chúng ta đều muốn cho cả thế giới biết về tình yêu đó. Nếu đối phương luôn giữ mối quan hệ trong bóng tối, bạn nên suy nghĩ xem liệu mình có phải là người duy nhất trong cuộc đời anh ta hay không. Đừng biến mình chỉ là người tình bí mật trong cuộc đời của anh ta và chỉ tìm đến bạn khi cần giải quyết nhu cầu sinh lý. Hãy yêu thương bản thân, nâng cao tự trọng và biết giá trị của chính mình. Và hãy nhớ rằng, chỉ chấp nhận một người đàn ông xứng đáng với tình cảm của bạn bước vào cuộc đời bạn. 4. Không dành thời gian cho bạn. Khi đối phương luôn tìm cách tránh dành thời gian với bạn, đó là dấu hiệu rõ ràng của việc anh ta không hứng thú gặp bạn. Anh ta liên tục bận rộn với công việc, thậm chí còn làm thêm giờ mà không có lý do chính đáng. Cuối tuần, thay vì ở bên bạn, anh ấy lại chọn đi chơi với bạn bè và không bao giờ muốn bạn tham gia. Dần dần, bạn cảm thấy mình không còn quan trọng trong cuộc sống của anh chàng. Tình yêu thật sự là sự hiện diện, không chỉ về mặt thể xác mà còn cả tinh thần. Khi một người yêu bạn, họ sẽ dành thời gian cho bạn, không phải vì nghĩa vụ, mà vì họ muốn gặp bạn, họ cảm thấy nhớ nhung và khao khát bên bạn. Ngược lại, nếu người đàn ông của bạn luôn không muốn sắp xếp để bên cạnh bạn, với vô số các lý do như đi công tác, bận việc. Hay nếu cả hai đã kết hôn, anh ta thường xuyên không về nhà, cuối tuần thì ra khỏi nhà, mọi việc để bạn tự lo toan, bạn đau ốm anh ta cũng không hỏi thăm, thậm chí quên cả ngày sinh nhật của bạn, thì điều này có nghĩa là bạn không quan trọng với họ. Mà anh ta giữ bạn bên cạnh chỉ vì chưa tìm được một người khác tốt hơn. Và khi đối phương gặp một người khác làm họ thực sự rơi vào tình yêu, thì lúc ấy, anh ta sẽ rời bỏ bạn. Đàn ông là những kẻ tham lam, chỉ muốn thêm chứ chưa hề muốn mất đi. Chính vì vậy, cuộc đời là của bạn, hãy tỉnh táo lựa chọn một người yêu bạn thật lòng. Bạn xứng đáng có được một tình yêu mà cả hai người cùng chia sẻ thời gian và không gian với nhau, chứ không phải sự cô đơn trong một cuộc tình. 5. Thay đổi đáng kể trong đời sống tình dục. Nếu trước đây, đối phương thường xuyên thể hiện tình cảm qua những cái ôm hôn, cử chỉ yêu thương hay những buổi tối gần gũi. Nhưng bây giờ, anh ta né tránh bất kỳ sự tiếp xúc nào, thậm chí là những cái chạm nhẹ. Bạn cảm thấy sự xa cách ngày càng lớn dần mà không biết lý do. Sự thay đổi đột ngột trong đời sống tình dục là dấu hiệu của một sự đứt gãy cảm xúc sâu sắc và đàn ông có thể đã không còn yêu bạn. Khi tình yêu thật sự tồn tại, hai người sẽ luôn tìm cách gần gũi nhau cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Khi đàn ông đắm chìm vào tình yêu với bạn, anh ta sẽ luôn khao khát bạn. Ngược lại, nếu người đàn ông né tránh sự thân mật và không muốn chia sẻ cảm xúc của mình, có lẽ tình yêu của anh ta đã dần phai nhạt. Hoặc anh ta đã có người phụ nữ khác ngoài bạn, bạn nên thẳng thắn trò chuyện để tìm hiểu lý do, nhưng cũng đừng ngần ngại rời đi nếu bạn cảm thấy mình không còn được yêu thương. 6. Thiếu vắng các cuộc trò chuyện về tương lai. Một dấu hiệu khác cho thấy anh ấy không yêu bạn thật lòng là khi không còn thảo luận về tương lai chung. Nếu trước đây anh ta thường nói về những kế hoạch dài hạn như mua nhà hay có con, nhưng giờ chỉ tập trung vào hiện tại,
đó có thể là dấu hiệu của việc anh ấy không còn nhìn thấy bạn trong cuộc đời mình lâu dài. Bạn cần xem xét liệu có đáng để tiếp tục một mối quan hệ mà tương lai không còn rõ ràng. Hoặc nếu ngay ở giai đoạn hẹn hò, cả hai chưa từng trò chuyện về tương lai, hay anh ta chưa bao giờ đề cập đến việc đưa bạn về ra mắt gia đình, chưa bao giờ thể hiện mong muốn kết hôn với bạn, thì rõ ràng, anh ta chưa bao giờ yêu bạn thật lòng, mà có thể bạn chỉ là phương án tạm thời với anh ta. Hoặc là anh ta đã có vợ con, và bạn chỉ là người tình để anh ta thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Hãy tỉnh táo và thận trọng với đời sống tình cảm của mình. Hãy yêu thương bản thân và đừng để bất kỳ ai đến với bạn chỉ để lợi dụng bạn. Bảy, thiếu nỗ lực trong việc duy trì mối quan hệ. Tình yêu cần sự cố gắng từ cả hai phía. Khi đối phương không còn tổ chức những buổi hẹn hò bất ngờ, quên những ngày kỷ niệm hoặc không còn nỗ lực giải quyết các bất đồng nhỏ, đó là dấu hiệu họ đã mất đi sự quan tâm dành cho bạn. Những cuộc cãi vã, anh ta không còn kiên nhẫn với bạn, không còn dỗ dành mà bỏ mặc bạn với cảm xúc ngổn ngang. Và vì quá nhớ thương anh ta, nên bạn luôn là người chủ động làm lành. Nếu bạn không liên lạc, thì anh ta cũng mất tích. Thì đây là dấu hiệu rõ ràng, bạn không hề quan trọng với anh ta và anh ta không yêu bạn. Đối với họ, mối quan hệ này trở nên không quan trọng nữa, có cũng được, không có cũng không sao. Đặc biệt là khi đàn ông nhận ra, người phụ nữ đã quá yêu thương mình, quá lụy tình, thậm chí vứt bỏ cả tự trọng của bản thân chỉ để níu kéo anh ta, thì tình yêu và sự tôn trọng của anh ta dành cho cô cũng biến mất. Nếu anh ấy không sợ chia tay, không sợ mất bạn, hãy suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Bạn xứng đáng được yêu thương và chăm sóc, chứ không phải chịu đựng sự thờ ơ, lạnh nhạt của họ. 8. Cảm giác cô đơn khi ở bên nhau. Cuối cùng, một trong những dấu hiệu đau lòng nhất là cảm giác cô đơn dù đang ở cạnh nhau. Mỗi khi ở bên anh ấy, bạn không cảm thấy vui vẻ, thoải mái nữa. Thay vào đó, bạn cảm thấy cô đơn, lạc lõng dù hai người vẫn ngồi cạnh và chìm trong thế giới của mỗi người. Bạn không còn chia sẻ được những suy nghĩ, cảm xúc sâu sắc của mình với anh ấy. Và anh ấy cũng không còn quan tâm mọi thứ về bạn. Những cuộc trò chuyện thưa dần, cả hai không còn chủ đề chung để trò chuyện, không còn sự đồng cảm hay bất cứ sự gắn kết nào. Cảm giác chỉ là những người xa lạ chung nhà, và một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách tình yêu của cả hai. Khi hai người yêu nhau, họ sẽ cảm thấy được an ủi và yêu thương khi ở bên nhau, chứ không phải sự trống trải. Nếu bạn cảm thấy cô đơn dù đang ở cạnh anh ấy, đó là dấu hiệu của một mối quan hệ thiếu kết nối và hoàn toàn vắng bóng tình yêu. Hãy lắng nghe trái tim và lý trí của mình. Bạn xứng đáng với một tình yêu đích thực. Nếu cảm thấy mối quan hệ không còn có thể cứu vãn, nếu cảm thấy mình không được yêu thương, hãy mạnh dạn rời đi. Hãy nhớ rằng, dù cả thế giới không yêu thương bạn, thì bạn cũng phải tự yêu thương chính bản thân mình. 8 dấu hiệu cho thấy đối phương không yêu bạn thật lòng. Tình yêu đòi hỏi sự chia sẻ và thấu hiểu từ cả hai phía. Nếu bạn nhận ra mình đang trải qua những dấu hiệu trên, hãy tự hỏi liệu đây có còn là mối quan hệ mà bạn nên tiếp tục hay không. Bạn xứng đáng có một tình yêu chân thành, cả hai đều cố gắng vì nhau. Bạn xứng đáng với tình yêu và hạnh phúc. Chúc bạn luôn sáng suốt và bình an với tình yêu của đời mình. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video thú vị khác trên kênh của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!